Thưa quý vị, hiện nay Đà Nẵng cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, việc đón khách địa phương trong thời gian qua đảm bảo, nên ngay sau khi được chính phủ thông qua việc đón khách quốc tế, Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai các hoạt động một cách thận trọng để việc đón khách trong thời gian tới diễn ra đúng mục đích yêu cầu. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành phương án và quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Tiếp đó, Sở Du lịch thành phố cũng thông tin về việc xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ngành để triển khai các hoạt động cụ thể theo lộ trình, quy trình và nội dung triển khai thận trọng, trên hết là đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống dịch. Theo đó, Đà Nẵng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp du lịch, nên Sở Du lịch đã tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị này về triển khai phương án đón khách quốc tế, đáp ứng yêu cầu về quy định phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự. Nhiều doanh nghiệp tham gia đã nắm bắt kỹ phương án và cam kết thực hiện theo đúng quy định của thành phố. Chúng ta sẽ mở cửa vào giai đoạn trung tuần tháng 12. Thì hiện nay trên khu du lịch sẽ mở rộng các cảnh quan, đặc biệt là hướng tới là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để tăng cường sức đề kháng cho du khách. Bên cạnh đó cũng sẽ hướng tới cái quy trình về chuyển đổi số, sẽ tăng cường những cái như là website online để mà thanh toán online và những cái máy QR code để kiểm tra cái lượng khách ra vào khu du lịch. Dự kiến 66% doanh nghiệp sẽ có đoàn khách MICE trong 6 tháng tới. Đây là kết quả từ khảo sát nhanh doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố. Công ty du lịch Hòa Bình chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị chuyên đón đoàn khách MICE của thành phố, đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo từ nhân lực cho đến trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ những điều kiện để đón khách. Cái việc quan trọng đầu tiên đó là kết nối với lại các cái khách hàng, các cái đối tác từ trong nước với ngoài nước. Các bộ phận nhân sự marketing truyền thông rồi cũng đã kết nối với lại các cái hiệp hội nước ngoài chẳng hạn, hoặc là các cái doanh nghiệp FDI, các công ty tập đoàn lớn. Với cái kế hoạch mới của thành phố để đón những cái đoàn khách tới, thì cái trong cái thời gian mà bình thường mới như thế này, chúng ta cũng sẽ phải thích ứng linh hoạt với tình hình COVID. Ngày 17 tháng 11, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đón chuyến bay số hiệu VN417 từ Incheon, Hàn Quốc với 30 khách ngoại quốc đến Quảng Nam. Công tác đón chuyến bay đã diễn ra thuận lợi. Theo đó, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách, tự tin đón khách quốc tế đến Đà Nẵng trong thời gian tới. Triển khai trang bị đầu tư cái hệ thống tầm duyệt từ xa. Đối với hành lý ký gửi thì chúng tôi cũng sẽ trang bị những cái buồng khử khuẩn bằng tia UV tại các cái bề mặt mà hành khách thường xuyên tiếp xúc, ví dụ như quầy thủ tục, rồi các tay nắm cửa, rồi thang máy, thang cuốn, các vị trí cửa ra vào tàu bay, thì sẽ tăng cường cái phủ kháng khuẩn. Tính đến thời điểm hiện tại, 11.000 nhân lực du lịch Đà Nẵng đã được tiêm chủng 2 mũi. Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Sở Du lịch thành phố, Sở đã nhận được các đề nghị gửi khách của nhiều doanh nghiệp lữ hành. Và đa số doanh nghiệp đều có thể đảm bảo nguồn lực, nhân lực, vật lực và tiêu chí an toàn. Vì vậy, một số cơ sở lưu trú và điểm du lịch đã sẵn sàng đón khách quốc tế. Đây là những thuận lợi của Đà Nẵng để đón khách quốc tế. Sau cái hướng dẫn chi tiết, căn cứ theo cái hướng dẫn 4122 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, thì các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đó để chuẩn bị các cái nội dung liên quan, ưu tiên đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, đảm bảo cái an toàn điểm đến cũng như đảm bảo cái an toàn cho khách du lịch khi tới tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Dự kiến nguồn khách quốc tế đến Đà Nẵng từ tháng 11 tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 sẽ chủ yếu là khách du lịch thuần túy từ một số thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và khách người Việt cư trú ở nước ngoài về nước kết hợp thăm người thân. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, chắc chắn việc đón khách quốc tế sẽ có thêm nhiều gian nan thử thách. Tuy nhiên, để khôi phục phát triển kinh tế thành phố, Đà Nẵng sẽ nỗ lực chuẩn bị điểm đến an toàn hấp dẫn cho du khách, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.